Sau đây, tôi xin hướng dẫn quy trình 6 bước kỹ thuật rửa tay bằng xà bông với nước. Đầu tiên, chúng ta làm ướt tay. Sau đó, chúng ta lấy xà bông bằng cách ấn một nhát vào chai đựng xà bông và lấy xà bông vào lòng bàn tay. Bước thứ nhất, chúng ta rửa hai lòng bàn tay. Cách làm là chúng ta áp hai lòng bàn tay với nhau và xoa đều 5 lần. Bước thứ hai là lưng bàn tay. Cách làm là chúng ta sẽ áp lòng bàn tay này lên lưng bàn tay kia và xoa đều 5 lần. Và làm ngược lại cho bàn tay bên kia. Bước thứ ba là kẽ trong của các ngón tay. Cách làm là chúng ta lầm các cái ngón tay với nhau và miết các cái kẽ trong của ngón tay từ theo chiều từ gốc lên đầu các ngón tay. Và chúng ta làm 5 lần. Bước thứ tư là chúng ta rửa mặt ngoài của các ngón tay. Cách làm là chúng ta dùng lòng bàn tay này để xoa lên mặt ngoài của các ngón tay của bàn tay kia. Chúng ta làm 5 lần. Và ngược lại. Bước thứ năm là ngón cái. Cách làm là chúng ta dùng lòng bàn tay này ôm lấy ngón cái của bàn tay kia xoa đều 5 lần. Và ngược lại. Bước thứ 6 là các đầu ngón tay. Cách làm là chúng ta chụm các đầu ngón tay của bàn tay này và dùng lòng bàn tay kia để xoa đều. Chúng ta làm 5 lần. Và ngược lại cho phía bên kia. Sau đó chúng ta xả nước để sạch xà bông. Lưu ý, trong và sau quá trình xả nước thì chúng ta luôn để tay theo vị trí hướng lên trên. Và chúng ta dùng khăn giấy sử dụng một lần để thấm khô hai bàn tay. Và cho khăn giấy sau khi đã sử dụng vào thùng đựng chất thải y tế thông thường.